Ví dụ nhiệt độ ban đầu là 38 độ, lúc này là chương trình nó chưa có chạy. Để chương trình chạy thì mình gạt cái switch này. Nhiệt độ mình cài đặt là 50 độ trong vòng khoảng 4 phút thì nó sẽ tiến hành là gia nhiệt, nó sẽ tăng SV này lên. Cái lò này nó được điều khiển bằng con SR. Để kiểm tra output thì mình có thể đánh vào này. Output của SR là tầm 60 cho đến 70%. Nhiệt độ lúc này là gần đạt được 50 độ C. Giá trị BV sẽ bằng giá trị SV. Nhiệt độ nó sẽ duy trì là 50 độ C. Tại vì cái lò này nó chưa chuẩn, nó nhiều khi nó sẽ là lên 51 độ C. Cái bóng đèn mình đang sử dụng là bóng đèn halogen. Này là báo hiệu là lúc này báo hiệu là chương trình đang chạy nè. Đó, lúc này là chương trình hết. 4 phút hết thì nó sẽ mình sẽ cài cái giá trị SV nó xuống là 0 độ C hoặc là bao nhiêu độ C đó tùy vào mình muốn. Ví dụ như trong quá trình mình lấy những sản phẩm ra xong rồi đó, mình có thể mở lại bằng cách này là cái nút của mình này, chỉ cần là mình gạt lại thôi. Lúc này là chương trình của mình nó sẽ chạy tiếp tục.
sẽ là 50 độ C. Cái lò này là lò thí nghiệm thôi. Thì cứ yêu quét trong gia nhiệt nó sẽ làm lặp đi lặp lại, như giữa chân mình muốn tắt cũng được, lúc này nhiệt độ nó không còn. Thì mình muốn cái chương trình hoạt động trở lại thì mình chỉ cần mình mở ra đó, lúc này nó sẽ tăng lên là 20 độ C. Nhiệt độ lò từ từ nó sẽ tăng lên.